Sáng ngày 26 tháng 10 tại Trường Quản trị Kinh doanh Vinacomin, Ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với Trường Quản trị Kinh doanh tổ chức bế giảng lớp lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2024. Khóa học được khai giảng từ ngày 18 tháng 9 năm 2024 với sự tham gia của 159 học viên, trong đó có 92 học viên thuộc đối tượng kết nạp đảng đến từ 14 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Tổng công ty Thép. 67 học viên là đảng viên mới đến từ 12 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Ngân hàng Ngoại thương, Đảng bộ Tổng công ty Thép. Khóa bồi dưỡng có sự tham gia truyền giảng của các giảng viên thuộc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các giảng viên lý luận chính trị kiêm chức của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Biểu dương tinh thần và kết quả học tập của các học viên, đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các học viên phát huy những kiến thức đã được lĩnh hội qua khóa bồi dưỡng, chủ động xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bản thân, nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, đóng góp tích cực, xây dựng Đảng bộ mình trong sạch vững mạnh.